Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã tổn thất hơn 4.130 quân kể từ khi giao tranh bắt đầu nổ ra ở khu vực biên giới của Nga từ ngày 6 tháng 8. Bộ này thông báo trong suốt các cuộc giao tranh theo hướng Kursk, Ukraine đã mất 58 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 50 xe bọc thép chở quân, 299 xe chiến đấu bọc thép, 131 xe ô tô, 27 khẩu pháo, 5 hệ thống tên lửa, 7 hệ thống tên lửa phóng loạt, bao gồm 3 bệ phóng tên lửa HIMARS, 6 hệ thống tác chiến điện tử, 4 xe công binh trong khi truyền thông Ukraine liên tiếp đưa tin về việc Ukraine phá hủy ba cây cầu chiến lược tại Kurs chỉ trong vòng 4 ngày, nhằm nỗ lực phá hủy năng lực hậu cần của Moscow và chặn đứng các tuyến đường tiếp tế, thì phía Nga cũng tuyên bố trung tâm hậu cần của đối phương cũng bị tê liệt.